đúng không? Sau đó bắt đầu là gì? Nhưng mà thế nhưng mà này cũng quan trọng này, đấy, muốn phát triển mạnh, muốn chấn điểm này kia là phải mua cái vòng màu đen này, nó ngập bệnh này, đấy, kiểu kia ấy. Bởi vì mình phải gãi vào cái chỗ, bao giờ mệnh nó cũng sẽ có năm nó tốt năm xấu, đúng không? Thế thì về nguyên tắc phong thủy là nó sẽ phải tương mệnh khắc mệnh, đúng không? Thế nó tư vấn thế 10 khách là phải rơi tiền 3 khách luôn. Nó phải tạo ra được nhu cầu. Chứ bây giờ tôi lên live stream bán đá thì tôi nói gì về đá bây giờ? Các chị có thích nghe không? Không. Mà muốn bán được cái vòng thì lại live stream về phong thủy và tử vi. Muốn bán được mỹ phẩm thì live stream này, bây giờ tôi sẽ đánh mặt cho các bạn xem nhé. Như này như kia bắt đầu từ một người mặt mộc cho đến một người đánh xong mặt rất đẹp, rất xinh. Đấy. Thế nên sẽ, ui chị ơi, nó thích mình. Em mình giới thiệu, mình dùng chính cái mỹ phẩm của mình bên ta. Đúng không ạ? Tốt không ạ? Rồi, rồi. Rồi. Nhớ bài buổi sáng rất quan trọng nhé. Bài buổi sáng là gì? Nghĩ nhiều, nói nhiều nhưng không làm. Thì phải thay ngay là thấy cái gì hay về phải làm ngay. Đi học cả một ngày này kiến thức là sẽ bị ngập lụt. Cho nên là gì? Một vài thứ quan trọng xếp ưu tiên. Đấy, anh ấy bảo là phải đăng kênh, đúng không? Phải đăng kênh thì ngày mai về làm web, ngày mai về mở kênh YouTube, ngày mai bắt đầu là lên trên Shopee giống như chị này chị nói nhé. Sản phẩm của các bạn có giấy chứng nhận đúng không ạ? Có giấy lưu hành đúng không ạ? Đưa lên Shopee, đưa lên Lazada bán không có vấn đề gì cả. Lựa chọn các trang thương mại điện tử đưa lên bán không có một vấn đề gì cả. Mà những trang đấy mình không phải mất tiền quảng cáo. Khi nào bán được hàng thì mình trả cho họ gì? Phần trăm. Ví dụ như là mình bán 500.000 thì các cái trang báo điện tử, những trang thương mại điện tử như là AD rồi Lazada, Tiki gì đấy, họ sẽ lấy 20%, 30%, 40% trên cái giá bán lẻ tùy vào từng trang. Hiểu chưa? Vậy thì về làm gì? Liên hệ với đó. Đây này, tao có mỹ phẩm này, đầy đủ giấy tờ rất tận tận, em kiểm định hết rồi. Đấy, cũng đã bán 3 năm nay rồi, chưa có một ai có tác dụng phụ, chưa có ai phàn nàn cả. Vì những đứa phàn nàn tao đã đều giả nó tiền hết rồi. Đúng không? Trả tiền xong hết phàn nàn làm gì nữa? Tính ra là thương hiệu của em chưa có ai phàn nàn. Vì muốn nửa số đấy đã trả tiền rồi. Rồi phải làm sale web đấy. Đối với các chị em, đối với các chị em là làm AdWords. Và mở như thế nào là AdWords nhỉ? Mở tìm mỹ phẩm, trang gọi trang bán cosmetic xem có thấy không? Mở Google ra, đúng rồi đấy. Rồi tìm đi ạ, mở tìm mỹ phẩm trang bon có tốt không? Ui dồi, lừa đảo đây này. Không, cái chuyện mà một cái thương hiệu xuất hiện cùng chữ lừa đảo sau đấy là rất bình thường nhé. Ở Việt Nam nó là thế. Vâng. Thôi tìm cái từ khác đi. Chọn cái từ này nhạy cảm quá, có tốt không thì được rồi. Vâng, điều này cho thấy rằng là gì ạ? Điều này cho thấy rằng là các chị em đội ngũ của cha con vẫn còn rất ngây thơ. Bọn nó tìm mỹ phẩm cha con lừa đảo mà mình không dìm được cái từ đấy. Cho nó tìm từ đấy nhưng mà ra kết quả lại cực tốt. Hiểu không? Tức là nó tìm cái từ khóa nó mỹ phẩm cha con lừa đảo nhá. Nhưng mà kết quả trả về là mỹ phẩm cha con lừa đảo hỏi chấm. Và bên dưới mình giải thích là không có chuyện đấy. Đấy là cách giật tít cực kỳ thông minh luôn. Đúng ạ? Tôi lừa đảo cái gì? Đúng ạ? Tôi lừa đảo theo cách là tôi hứa với các bạn là chỉ bán hàng tháng kiếm được có 1 triệu một tháng thôi. Nhưng mà
Tôi lừa các bạn bằng cách là một tháng các bạn kiếm được tận 10 triệu. Đúng không ạ? Có lẽ đây là lỗi lớn nhất của tôi. Kiểu như thế, vui vui đấy thì bọn nó đọc xong cái bài nó thấy rất là mình thông minh, hài hước, đúng không? Bên dưới là bạn có muốn để tôi lừa không? Hãy liên hệ với chúng tôi. Mình phải dìm nó xuống chứ. Thế còn cái chuyện mà cái hạng A, hạng B mà lừa đảo ấy là rất là phổ biến. Rất là phổ biến ở trên mạng, rất là phổ biến nhá. Tôi nhìn vào cái đấy thì tôi không đánh giá các bạn lừa đảo đâu, các bạn yên tâm ạ. À. Bây giờ có khi tìm PA Marketing nó có chữ lừa đảo đấy ạ. Thử tin rất có mà. Tôi phải tìm anh ơi. Thầy thấy có khi ra nhiều rồi, không biết giải thích các đại lý nhỉ. Và bài cập nhật gần đây nhất tôi thấy, bài cập nhật gần đây nhất tôi thấy là năm 2016. Tức là mọi người cũng không có đăng gì nhiều đúng không? Hả? Ít đăng à? Không đăng à? Tìm trăm bon mà còn không thấy, tìm mỹ phẩm thì làm sao mà thấy được? Rồi. Các đại lý có cần phải xuất hiện ở trên đây không? Sẽ không. Bây giờ nó tìm là mua mỹ phẩm tốt, chẳng bao giờ thấy mình, thì bao giờ mình bán được hàng? Đúng không? Hiểu ý không? Đấy. Có vất vả không? Quá vất vả. Đa kênh, tức là mình phải nhiều kênh. Nhưng mà nhiều kênh thì đồng nghĩa với việc là mình tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức và tốn nhiều chi phí, đúng không ạ? Bây giờ bạn thử tìm cái từ khóa là mua mỹ phẩm tốt, kem dưỡng da trang bon. Đấy, mua mỹ phẩm ở đâu thì tìm cái từ đấy đi. Rồi kéo xuống. À, từ từ ra xem nào. Đấy. 20 địa chỉ tin cậy, 10 địa chỉ tin cậy, các shop uy tín, 9 địa chỉ và hành vi của người dùng là nó không biết tìm cái gì thì nó tìm là mua mỹ phẩm ở đâu tốt, hay là mua mỹ phẩm hãng nào tốt thì phải gì? Thấy mình. Thì phải thấy mình. Mình cứ nói mình tốt mà tìm chả thấy đâu cả. Rồi thì quay lại slide để tiếp tục. Làm web này, làm SEO này, làm YouTube, làm email này, phát triển bằng hệ thống như tôi vừa trình bày rồi, các bạn thấy không ạ? Và cái live stream, đúng không ạ? Cái live stream là một cái mà các anh chị thấy là nó rất là tốt, bởi vì nó không tốn chi phí. Mình có thể live stream trên Facebook không tốn chi phí, mình chỉ mất công thôi, đúng không nhá? Về nhà chuẩn bị kịch bản các thứ ngon lành đi. Đấy. Sau đó trước khi lên hình mình cũng phải trang điểm, make up nhẹ nhàng một chút cho nó đẹp, ánh sáng chọn bố cục bối cảnh đẹp một chút, được chưa ạ? Thế là mình cứ live stream thôi, mình chia sẻ nhá. Ví dụ như tôi nhớ một bạn, bạn đây ngày xưa tôi xem bạn bán son nhá, bạn ấy bán cái son mà làm bằng gấp ấy. Tôi không biết bạn ấy làm bằng cách nào, nhưng mà bạn ấy dùng cái màu đỏ của gấc ấy, cái bột gấc ấy, bạn làm thành cây son đấy. Bạn ấy cứ livestream, bạn ấy đánh son này, bạn tô son này trước Facebook cứ livestream. Thế xong rồi cứ livestream một lúc, xong bạn ấy lấy cái mẩu son này bạn đưa cho con, bạn ngồi để ăn. Có đứa con gái nhỏ ngồi đấy cứ nhai cái son rau ráo. Thế thì các chị em nhìn thấy rất là thích, bởi vì son mà con người ta còn ăn được chứng tỏ là tốt, là an toàn, nên người ta cứ mua thôi, giá hợp lý nên người ta cứ mua thôi, trăm mấy hai trăm gì một cây đấy, còn làm thế nào thì tôi không biết. Vẫn có cái bài như thế, vẫn có cái bài mà tôi kể là
là cái bạn bán son son gốc đấy cứ livestream cho con ăn son ấy.